Hình ảnh về vụ tai nạn xe khách đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Trong ảnh hiện trường, chiếc xe khách đang nằm giữa khu vực nuôi ong. Chiếc xe tải vừa hút vào thân xe khách dừng cách đó không xa. Hiện trường vụ tai nạn. Bị tai nạn đã xui xẻo, đằng này các hành khách trên chiếc xe bị đâm còn bị ong tấn công. Một nữ hành khách cho hay trên xe lúc đó có 5 người, tính cả tài xế. Tất cả chỉ bị yêu thương nhẹ, xây xước và không tránh khỏi cảnh bị bè phái ưng đốt. Trên trang cá nhân, người này cho hay dù may mắn thoát chết nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn hồn vì tai nạn đến quá bất ngờ. Thời điểm xảy ra va chạm, nạn nhân ngồi ngay sau ghế lái, bị đập vào như trong phim. Kính vỡ rơi mặt và cơ thể. Tai nạn xảy ra mới đây tại Cao Bằng.